Vừa rồi chúng ta đã gặp một loạt các nghệ sĩ nổi tiếng rồi ạ, và ngay sau đây thì cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng nữa, mà là một nghệ sĩ hài nổi tiếng của miền Bắc. Tên tuổi của anh gắn liền với một loạt các hài tấu nói xấu bợ. Thưa quý vị, Thùy Linh nói đến đây thì quý vị có biết đây là nghệ sĩ nào không ạ? Nghệ sĩ nào ạ? Chúng ta có thể gọi tên anh ấy to hơn để xuất hiện trên sân khấu được không ạ? Nghệ sĩ nào ạ? Vâng, xin mời lên sân khấu nghệ sĩ hài Chiến Thắng. Vâng, lời đầu tiên Chiến Thắng xin gửi tới tất cả các thầy cô giáo, quý vị đại biểu cùng tất cả các bạn học sinh lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Và trước khi cho các bác cười thì xin gửi tới các bác anh chị một bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn được mang tên Nỗi Buồn Hoa Phượng ạ. Xin cảm ơn. Quý vị đại biểu cùng các em học sinh rất nhiều. Bây giờ các bác muốn cười chưa ạ? Hát bài nữa đi. Hát bài nữa ạ. Hát bài nữa à? Có hát bài nữa không ạ? Vâng. Hát bài gì bây giờ nhỉ? Tội tình. Tội tình. Ôi dồi ôi. Ôi ông này bảo hát bài tội tình. Thôi để chú hát một bài cũng về một thủa học trò. Đó là bài Giận Hờn. Giận Hờn 1. Cũng ngang với tội tình ấy. Vâng, xin một tràng vỗ tay nữa ạ. Xin cảm ơn ạ. We'll be right back.
giận hơn chi em nép đi được, giận hơn chi em trốn thêm một lần, giận hơn cho nhau nỗi đau ngập lòng bằng xa thật rồi người ơi biết chăng. Trả lại cho em lời nào yêu thương còn đọng trên môi, và tình ta đó những đêm trăng tàn để lần sau cuối khi nhìn thấy nhau, để ngày mai đó duyên mình cách xa tiếng yêu ban đầu còn đông. Người đành xa ta bỏ ta một để rồi ra đi cách xa nghìn trùng. Kỷ niệm năm xưa sẽ tan như bọt bèo, ai hơn ngày nào giờ như giấc mơ. Hay không ạ? Và xin cảm ơn rất nhiều.
bác vừa rồi lên em tưởng bác rút cái gì, hóa ra bác rút điện thoại. Em tưởng bác cho em, cuối cùng bác chụp ảnh. Các bác ạ, em xin giới thiệu với tất cả các bác là tên em là Bảo Thắng, cháu của Bảo Quốc, con của Bảo Trung, họ hàng với Bảo Yến, đồng chí với Thạch Bảo Khanh, đồng hành với anh Bảo Hiểm, đồng nghiệp với bác Bảo Dưỡng, rất sướng bác Bảo Vệ, rất tệ với thằng Bảo Thủ, chí thú với Bảo Toàn và hân hoan với các em Bảo Mẫu. Gia đình nhà em thì rất là tuyệt vời. Gia đình nhà em là tất tần tật kiếm ăn trên đường cao tốc. Cụ thể là mẹ thì ngày 4 lần giải đinh, bố đứng rình xem ai nổ xăm thì vạ. Thế có nhiều người mang vạ ném đá vào giải đinh. Em nói thật là mình các bác đừng có giải đinh, bởi vì nhà em chuyển sang nghề mới rồi. Nghề này nghe thì nó rất Tây, nhưng mà đọc ra nó là Hàn Quốc. Tên của nó là chỉ là chó, tức là chuyên gia thịt chó. Mẹ em thì bán bún đầu đê, bố thì hành nghề giết mổ. Con nào không đeo dọ nó ông gõ vào đầu, con nào sủa gâu gâu nó ông câu cho phát, con nào mà nhút nhát là ông tát liên hồi, mà con nào mà lôi thôi là ông nhồi cục gạch, con nào mà cắn nhí nhách là ông xách tay liền, mà con nào mà bị điên nó gút bay khỏi phiền em sợ nó cắn. Ăn tạm thời em để bông hoa này đã, để em còn múa may quay cuồng. Các bác ạ, các bác cười nhưng mà em này sắp khóc rồi các bác ạ. Chuyện tình em kể cho các bác nghe sau đây ấy, nó có tất thảy 99 cái long đong thì hơn 1.000 cái lòng vòng lắt léo. Ở cạnh nhà em ấy có bà Ba Béo sinh được một cô con gái đặt tên là Xuân Héo. Tuy mặt của nàng chẳng đẹp, tên của nàng chẳng hay, nhưng bù lại nhá, rất là nết na cần cù bù khéo léo. Giọng nói thì trong trẻo chẳng khác nào tiếng chim trèo bèo. Suốt ngày tiếng cười nàng ngân vang leo lẻo, vì nàng nói nhiều nên miệng nàng hơi méo. Nhưng không phải vì thế mà giảm đi sự hấp dẫn của nàng đối em, ngược lại em mê nàng như kẹo kẹo ấy. Ngày em có thể quên ngủ, đêm quên ăn, đứng hàng giờ trong bụi cây ngắm nghía bóng dáng nàng Xuân Héo qua lại không chán mắt. Cho nên cái chỗ em đứng ngày xưa cỏ mọc tùm lum thì bây giờ tốt như là mông con ếch. Có một lần em đang mơ mơ màng màng tưởng tượng ra cảnh nàng Xuân Héo ôm gọn mình trong vòng tay, thì em chợt nghe thấy một giọng ôm ồm lanh lảnh cất lên đằng sau lưng với bài Khoảnh Khắc. Nhị ngon một miệng là ngôi lung mộng mạnh, nhị ngon một mình người thoát tha ngoài ngóng. Em giật bắn mình em ngẩng lên, thì ra là bà Ba Béo từ khi nào mà đứng ngay đằng sau lưng em. Bà nhếch mép, bà nhìn em, bà cười hình hạch rồi bà nói: Này gã chi nhìn ơi, con gái tao nó là con vàng con bạc, chứ không phải là cái ngữ học những nốt nó hóng hớt thì chưa năng như ngươi đâu mà mơ mới tưởng. Thôi đi chỗ khác mà muông câu, đưa ở đây tẳng non nước thì đâu phắn. Nói xong bà ấy bệ vệ quay lui như một chiếc xe tăng khổng lồ vừa làm xong nhiệm vụ, để lại một mình em với cõi lòng tan nát như tương, chẳng khác nào có 100.000 phát đại bác bắn vào mình các bác ạ. Vừa ngượng vừa cay cú, thế là em quyết định goodbye luôn bà Ba Béo cùng nàng Xuân Héo yêu thương. Em mới chui qua bờ tre đầu làng ra đi trong một buổi sớm trời còn chưa tỏ. Một mình em đứng giữa đồng lúa đưa hương ngao ngạt, tiếng gà thì sao sát, cõi lòng em thì tan tác mà đôi mắt em thì gần như là hơi lác. Em quyết định chôn vùi quá khứ đau thương, xuống đò ra đi tìm đường tự cứu lấy chính mình. Và rồi... Chai mê cô nè. Rời quê nhà đến với Huế mộng mơ, tôi mập một tình yêu dịu ngọt, vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được, nét dịu dàng và lần trăm tư, sao chẳng ai vô tay. Sau khi thăm thú một số công trình kiến trúc nguy nga của cố đô Tràng Mạc, tự dưng trong lòng em thấy vơi đi bóng dáng nàng Xuân Héo nơi quê nhà. Và từ bao giờ em đã tới chờ đống ba khi nao mình quá, lá mẹ bấy bấy là đà chiều thiệt tha cỏ, em bến mình mà ngỡ hôm quá. Cũng chính tại nơi đây em bộc lộ hết cái khả năng thưởng thức ẩm thực dân tộc của mình qua 4 tô bún bò giò heo gia truyền, 6 đĩa bánh bèo cùng 8 bát chè thịt quay thập cẩm. Đấy là chưa kể đến 2kg mè sừng loại 1 để em nhâm nhi em luyện quay hàm trước khi lững thững ra bờ sông Hương ống mắt. Ra đến bờ sông Hương đang định ngủ thì em nhìn thấy một cô gái Huế dịu dàng xinh đẹp. Nàng nhìn em rồi nở nụ cười, khoe cái hàm răng trắng muốt như vừa được trà sát bởi loại kem đánh răng Close Up ấy. Em thấy bùn rùn hết cả người, và Xuân Héo nơi quê nhà chả là cái đanh gì chứ nhá, quên luôn. Cô gái ngồi cạnh em rồi thì thầm:
ánh ở mố mà ngồi ở chỗ ní một mình buông rượu. Này nhá, tôi nói cho cô biết nhá, cô vừa đến cô chưa biết cái gì cô đã bảo tôi đi buôn dứa một mình nhá. Em gái em vẫn nấn ná, em chỉ vào gốc cây em hỏi rắn anh ngờ trộn ní. Này tôi cảnh cáo cô lần thứ hai nhá, răng tôi nó ở trong mồm này. Cô nói thế có nghĩa là răng tôi vừa bị đánh rụng vứt vào gốc cây gì. Em gái em ý, vẫn kiên trì anh không hiểu nhị. Người ta đang buồn não nề hiếu chả hỉ khổ. Nói đến đây em gái em kêu lên mà ơi, rắn anh ngu rồi. Này nhầm nhớ, có răng cô ngu thì có nhá. Tôi có cả một tá răng khôn ở trong miệng này. Chẳng biết răng ai ngu ai đâu. Nói xong, em mới há miệng. Em khoe cái hàm răng cong vào duyên như mái tây yên của em cho cô gái xem. Xem xong cô sợ quá, lao thẳng ra bến đò rồi phi đò ra giữa dòng. Ui lúc này em bừng tỉnh. Thì ra mình đã hiểu lầm cô ấy, và chính cô ấy cũng đã hiểu lầm em. Thế là cơ hội làm rể ở Huế lại tuột khỏi tay của em rồi các bác ạ. Trong lòng em rất là buồn, các bác lại vỗ tay cho em phát nữa. Con tàu miền Nam đi suốt thời gian đã đưa em đến miệt vườn Nam Bộ, nơi có những dặn dừa soi bóng xuống dòng kênh và những cánh đồng cò bay thẳng đứng. Sau bao ngày rong ruổi bôn ba, kinh phí trong túi đã cạn dần mà chưa có dự toán bổ sung. Thế là em phải đành vào làm thuê cho gia đình một ông bà già không con cái. Thấy em hiền lành chất phác, suốt ngày chỉ cặm cụi ngồi ăn mà chẳng chịu làm. Thế là ông bà già mới nhỏ to hỏi dò nguyên cớ. Bị gãi đúng trong ngứa, em bô bô em kể hết mọi chuyện tình duyên từ trước nay cho bà già nghe. Nghe xong ông già ăn đấm hư một phát vào vai em rồi ông nói: Nè, có vậy không phải buồn sao con? Thôi hãy quên hết những cái chuyện tình đã qua. Đám thư thư vài bữa nữa tao sẽ làm mai cho mày đám khác ngon hơn. Dạ thưa ông, đám khác ngon hơn là đám nào? Bên nhà ông Tư Cá Lóc có con mai hoa xạ, trời ơi nó đẹp lắm. Nếu mày có khoai thì mai qua bên đó. Còn bây giờ tao mệt rồi, tao đi nghỉ đây. Ông ấy còn cho biết thêm là muốn vào được nhà ông Tư Cá Lóc trước hết phải chiến thắng được con chó ngao cực kỳ là côn đồ. Thế là ngay sáng hôm sau em quyết định sang nhà ông Tư Cá Lóc để thử vận may một lần nữa. Vừa đến cổng chưa kịp cất nhòi thì con chó ngao từ trong nhà xông ra đến đớp em luôn. Em mới ném mình sang một bên chơi bài tiểu nhân phòng bị gậy đá cho con chó đến chắc được phát. Con chó bị ăn đòn chu lên một hồi thảm thiết. Tức thì ông bà già từ trong nhà xông ra: Đứa nào giờ mới vô đá chó không đấy? Đứa nào giờ mới vô đá chó nhà bà ấy? Chó nhà bà cái không phải cái băng thì chúng mày xuống á. Dạ con chào hai bác ạ. Không dám chào thằng đá chó. Không dám chào cái thằng chó đó. Mày vô đây có chuyện gì? Nếu không có chuyện gì thì mày cút đi. Dạ thưa hai bác ạ, con vào đây chửi với mục đích duy nhất, đó là làm con rể hai bác và làm chồng em Mai Hoa. Báo cáo hết. Bà ơi, thằng này nó khùng rồi bà ơi. Mày muốn làm con rể ông không? Khó đấy. Muốn làm con rể ông phải qua ba vòng thi. Bây giờ vòng thi thứ nhất nhận cho mày đây. Sau này mỗi khi vợ mày khóc thì mày phải làm gì? Dạ con chả làm gì ạ, con tắt ngay tức khắc ạ. Ủa mày vừa đá con chó tao bây giờ đòi tắt gái tao không? Mày thử đưa cái mặt mày đây tao tắt thử coi. Dạ hai bác cứ bình tĩnh, dân gian chẳng có câu là còn nước thì còn tát. Thế con thấy em khóc con chả tát cho à? Mà con nói cho hai bác biết nhá, con còn tát vô tư đến khi nào em hết nước mắt thì thôi nhá. Bà ơi, thằng này nó trả lời lâu quá bà ơi. Thôi được rồi, coi như mày đã qua được vòng 1, còn vòng 2 chắc mày chết vô con chó rồi con ơi. Vòng 2 mày hát một bài hát nước ta từ tiếng Anh đi, mày dám chơi? Ta sợ gì mà con không chơi. Con xin phép được hát bài hát nước ta bằng tiếng Anh. Bài hát được mang tên Chiếc Khăn Piêu. I love you, thank you very much, excuse me. I love you, I want you more than I can say. I love you, thank you very much, excuse me. I love you, I want you more than I can say. Love you, I love you, I love you. I love you, pardon, excuse me. I kiss you, kiss. Ô bà ơi, tôi nghe có tiếng phanh ô tô bà ơi. Con ơi, nhà con lái xe không con? Bây giờ về quê ba má không đi xe đò, có xe ô tô con rồi sướng quá con ơi. Dạ con hỏi thật, ba má không biết kít là gì ạ?
Vừa có biết cái gì đâu, vừa nghe kít phát cái mùi nó bốc khét lẹt không? Kít con giải thích luôn nhá, kít có nghĩa là hôn. Ừ con ơi, hôn này hôn như thế nào cũng giải thích cho má biết đi con. Dạ hôn là sự gắn bó, đoàn kết, bền chặt, thân ái của hai lần môi ạ. Ừ con ơi, không có giải thích nhiều, má hiểu rồi, cái hồi trẻ ba má nó có từng kít nhiều rồi. Thôi được rồi bà, coi như anh tiếp tục qua giọng thứ hai. Còn cái dòng thứ ba tôi đơn chất là lo. Nếu anh không qua nổi dòng này thì không bao giờ có mai hoa xạ thuộc anh đâu. Dòng thứ ba anh ca một bài giọng cổ. Dạ vòng cổ ạ, con xin gửi tới ba má bài vòng cổ Em ơi Hà Nội phố. Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa. Con đường vắng gì vào cơn mưa đó, ai đó chờ ai tóc xóa cháy mềm. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, từ hàng bông tông đến hàng bồ. Ta còn em cây bạc mồ côi mùa đông, nóc phố mồ côi mùa đông, kìm ánh trăng cũng mồ côi mùa đông nốt. Chiều Hồ Tây lao sao hoài, con sóng trực hoàng hôn về từ bao giờ. Bây giờ là thời tiết mùa thu, đứng đây mà nhờ thầy u vô cùng. Nhà ta ở phố Hàng Thùng, muốn ăn bún chó sang chợ Phùng. Có ngay xin mời bà con cô bác lại tiếp tục vỗ tay. Đáng nhẽ em được cả mai hoa xà, thế nào em điên điên khùng khùng em đòi thịt con chó ngao của bà? Ông bà già nhảy vào nện cho em một trận túi bụi. Con chó thì chủ như vậy cũng phấn khởi tưng bừng, xông vào bổ sung cho em ba phát vào mông. Úi dồi em đau lắm ấy, em phải lên trạm xá đi em tiêm phòng chó lại. Thế này em phải đành về quê. Thế về đến quê để cố gắng tìm nàng Xuân Héo. Về đến quê đi trên đường đê, nhìn xuống dưới mương, em thấy một cô gái đang lom khom mò hến. Tình quê hương chợt âm ầm sụp sôi trong em. Để rồi không ngày nào em chịu được, em chơi ngay bài đi dọc bờ mương. Đi dọc bờ mương anh bắt được củ khoai to bằng cổ chân, anh đem về nướng. Nướng xong xuôi anh ngồi anh bọc, và rồi anh ăn mùi khoai rất thơm. Ngày hôm sau quanh mũi anh lại đến, gặp cô em lom khom đang mò hến. Anh bắt tay làm quen, em ngước lên cười duyên và yêu nhau. Anh sẽ cầu cho nàng mò hến mà yêu nhau, mấy thung ta cùng luộc mà yêu nhau, chén mai ta cũng không mò. Cô gái mò hến từ dưới mương đi lên. Ôi thôi chết rồi, thì ra là nàng Xuân Héo của những ngày xưa. Anh muốn sống bên em tạm thời, như núi Himalaya vuốt ve mặt trời. Mặt trời là anh, mặt trăng là em, nàng Xuân ơi nàng. Tưởng là nàng sẽ ôm ngay em ở trong lòng, có ai ngờ đâu giỏ hến của nàng bay vào mặt em. Hến thì văng tứ tung, còn răng thì đi mỗi địa phương một cái. Mặc dù rất là đau, em vẫn chạy theo gọi Héo ơi, đứng lại anh bảo ơi Héo ơi. Ôi dồi ôi, đi ba năm không sao, bây giờ về tán tỉnh nộp phải mấy câu đập khúc vào cái răng nào các bác ạ. Các bác ở dưới có ai nhặt được cái răng nào để em xin nhé. Và để em đi tìm nàng Xuân Héo. Em không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các bác và chúc cho các thầy cô giáo, quý vị đại biểu cùng tất cả các em học sinh sức luôn luôn với sức khỏe an khang, giàu sang thịnh vượng, công danh tiến bước, lộc rước đầy nhà, hạnh phúc đậm đà, đô la đầy két ạ.